Câu 168 đến câu 171 đây là một cái letter, một cái lá thư ha. Câu 168, why, tại sao cái lá thư được viết? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của lá thư phải không nào? Đối với dạng này thì mình đã đáp án trước, sau đó đọc lại đầu hoặc đoạn cuối của lá thư ha. Đáp án trước nào câu A. To terminate là để chấm dứt hay là kết thúc một cái hợp đồng với khách hàng. Câu B. To offer để cung cấp giảm giá cho những cái gói gì đó. Câu C. To explain để giải thích những cái quy định về hợp đồng. Câu D. To provide để cung cấp thông tin cập nhật về cái việc sửa chữa. Sau bây giờ mình sẽ vào cái đoạn đầu của lá thư trước em nhé. Cùng đọc nào. Dear Miss Armin, thank you, cảm ơn bạn vì đã sign up đăng ký cái gói Capital Plus của Baxter. Cái gói mà bao gồm tất cả những cái kênh truyền hình basic cơ bản cùng với cái mạng lưới về phim ảnh và giáo dục. This letter, cái lá thư này là để remind, nhắc nhở bạn về những cái terms, điều khoản, điều kiện của dịch vụ như đã được stipulated ở trong cái hợp đồng tiêu chuẩn. Về mục đích của lá thư là để làm gì về? Là để nhắc nhở cho cái người nhận về cái điều khoản, điều kiện của cái hợp đồng, phải không nào? Về hợp đồng là câu nào về em? Câu A có hợp đồng nè, và câu C có hợp đồng, phải không nào? Còn cái câu B á, là cung cấp discount, là giảm giá, là không có nói nè. Câu D là cung cấp thông tin cập nhật về việc sửa chữa, cũng không có luôn em. Có câu A và câu C là có hợp đồng nè, contract và agreement là hợp đồng. Và bây giờ em xem câu A hay câu C ha. Câu A là để terminate, chấm dứt cái hợp đồng với khách hàng. Có nói là chấm dứt hợp đồng không em? Không, mà chỉ là nhắc lại cho người ta về cái điều khoản, điều kiện của hợp đồng, mà đâu có chấm dứt gì đâu, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Ở câu C ha, nhắc lại cái điều khoản, điều kiện về hợp đồng, có nghĩa là giải thích lại những cái quy định trong cái hợp đồng, được không nào? Ok. Câu 169, điều gì được đề cập, được nhắc đến về Baxter Communications, về từ khóa kiến thức cái tên riêng này, phải không nào? Xe bản trước nha câu A. Nó có cái kênh truyền hình riêng của nó. Câu B, nó đã cập nhật những cái chính sách subscription về việc đăng ký theo dõi định kỳ của nó. Câu C, nó sẽ terminate, chấm dứt cái dịch vụ cho thuê video. Câu D, nó cung cấp nhiều dịch vụ đến khách hàng. Sau bây giờ mình sẽ cùng vào xem Baxter Communications đang ở vị trí nào em nha. Giờ tiếp nha. Ở đây form nào? Và ở đây nữa. Đọc câu ở phía trước trước nha. Đọc câu ở phía trên trước nha. It is strictly prohibited. Cái hành động mà bị nghiêm cấm là sao chép bất kỳ cái chương trình nào nhằm cái mục đích là phân phát, phân tán nó trên Internet mà không có được cái permission, cái sự cho phép của những nhà sản xuất chương trình hoặc là của Baxter Communications. Không có thông tin cho đáp án form nào. Vậy giờ tiếp đi em, xem cái câu này nó nói là gì đây. Baxter Communications là một cái nhà cung cấp dịch vụ điện thoại nè, Internet và cáp hàng đầu ở trong thành phố. Vậy thì em xem nè, Baxter Communication cung cấp rất nhiều dịch vụ phải không? Nào là điện thoại nè, nào là Internet, nào là cáp nè. Vậy đáp án là câu nào về? Ở câu D ha, nó cung cấp nhiều cái dịch vụ đến khách hàng. Ok. Câu 170, why, tại sao người sử dụng dịch vụ có thể là phải trả thêm phí, thêm tiền? Và từ khóa chính là additional fee, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nếu mà họ damage, làm hư, làm hỏng cái hộp cáp. Câu B, nếu mà họ thu âm cái chương trình. Câu C, nếu mà họ trả cái hóa đơn trễ. Câu D, nếu mà họ hủy cái dịch vụ sớm. Sau đây mình sẽ cùng dò xem có cái chỗ nào nói về additional fee, nói về phí, về tiền hay không nha. Dò tiếp em nha. Đoạn số 3 mình chưa đọc nên, vậy mình dò xem có nói gì đến tiền hay là phí hay không em nha. Dòng thứ nhất, có từ pay là trả tiền nên là con này thử nha. Baxter đồng ý duy trì dịch vụ cho khách hàng as long as, miễn là khách hàng tuân theo cái stipulations và thanh toán về việc sử dụng. Dịch vụ thì bao gồm cái việc phân phát hay là cung cấp liên tục, cái việc lập trình cáp, sửa chữa và bảo trì chung cái hộp cáp. However, tuy nhiên, cái việc sửa chữa hay là thay thế mà do cái việc làm hư, làm hỏng hoặc là làm mất được gây ra bởi người sử dụng là cái trách nhiệm tài chính của khách hàng. Vậy đoạn này nghĩ là gì về em? Đây này có nghĩa là khi mà một cái khách hàng á, họ thanh toán cho việc sử dụng thì Baxter sẽ duy trì những cái dịch vụ bao gồm phân phát hay là cung cấp liên tục những cái chương trình cáp nè, rồi sửa chữa, bảo trì miễn phí và không cần phải đóng thêm phí, phải không nào? Tuy nhiên, nếu mà cái việc sửa chữa hay là thay thế mà nó do người sử dụng làm hư hay là làm mất đó, thì người sử dụng là khách hàng đem phải có trách nhiệm là trả tiền cho cái những cái lần sửa chữa này hay là cái lần thay thế này, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào về em? Khi nào thì người sử dụng dịch vụ sẽ cần phải trả thêm phí, thêm tiền? À, câu A, phải không? Khi mà họ damage, làm hỏng cái cable box, cái hộp cáp, phải không nào? Vậy đáp án là câu câu A ha. Câu 171 ở vị trí nào, đoạn số 1, 2, 3, 4 thì câu sau thuộc về đọc câu đầu kép trước nha. Failure to là không làm gì hay là không chịu làm gì đấy. Abide by, tuân thủ. Cái việc mà không tuân thủ bất kỳ cái nào trong những cái regulations, những cái quy định này á,
thì có thể resulting dẫn đến cái việc termination, chấm dứt việc sử dụng dịch vụ mà không có thông báo gì thêm, hoặc even thậm chí là dẫn đến penalties, những cái hình phạt pháp lý. Em xem nè, failure to, cái việc mà không abide by, tuân thủ bất kỳ cái nào trong những cái quy định này. Vậy có nghĩa là cái câu ở phía trước câu này đấy em có nhắc đến quy định, phải không nào? Để hiểu rõ hơn mình đọc lại câu này một lần nữa thật kỹ em nha. Cái việc mà không tuân thủ bất kỳ cái nào trong những cái quy định này có thể resulting dẫn đến cái việc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ mà không có thông báo gì thêm, hoặc thậm chí là dẫn đến cái hình phạt pháp lý. Sau đây mình sẽ cùng dành những cái câu ở phía trước cái vị trí để đổi số là 1, 2, 3, 4, xem câu nào liên kết với câu này về mặt ý nghĩa em nha. Vị trí số 1 trước nào. Ở đây ha. Rồi. Dịch nhanh lại câu này em nha. Thank you, cảm ơn bạn vì đã sign up, đăng ký cho cái gói Capo Plus của Bestor. Cái gói này thì bao gồm tất cả những cái kênh truyền hình basic cơ bản và cái mạng lưới phim ảnh và giáo dục. Đâu có nói gì đến quy định đâu, phải không nào, không có liên quan ha. Vị trí số 2 đi em. Ở đây nè, đâu có ở phía trước nha. First and foremost, trước tiên và trước hết á, thì cái người mà giữ cái tài khoản phải sử dụng cái dịch vụ cáp chỉ dành cho những cái mục đích hợp pháp. Nó cũng chưa nói gì đến cái quy định cả, phải không nào, chưa liên kết lắm. Vị trí số 3 đi em. Ở đây ha. Rồi câu ở phía trước là câu nào. Similarly, tương tự á, là cái việc profiting, thu được lợi nhuận từ việc sao chép một phần hay là toàn phần cái chương trình thông qua việc mua bán hay là cho thuê thì cũng bị cấm. Đây là một cái quy định, phải không nào? Và similarly là cái câu liên kết giữa hai câu đó. Vậy em đọc thêm cái câu ở phía trước thôi cho chắc nha. Đây nè em. It is strictly prohibited, cái hành động mà bị nghiêm cấm á, là sao chép bất kỳ cái chương trình nào cho cái mục đích phân phát phát tán trên Internet mà không có cái permission, cái sự cho phép của người sản xuất chương trình hoặc là của Pastor Communications. Tương tự cái việc thu được lợi nhuận từ việc sao chép một phần hay là toàn phần cái chương trình thông qua việc mua bán hay là cho thuê thì cũng bị cấm. Vậy đây nói về hai cái quy định, phải không nào? Rồi, nếu mà không có tuân thủ bất kỳ cái nào trong những cái quy định này thì có thể dẫn đến cái việc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ mà không có thông báo nào thêm, hoặc thậm chí là dẫn đến cái hình phạt về pháp lý, rất là liên kết, phải không em? Nhưng mà nếu em mình không chắc thì mình có thể vào thêm cái vị trí thứ tư nữa. Em coi nào, cái vị trí thứ tư đây nè. Còn phía trước là gì? Pastor Communication là một cái nhà cung cấp dịch vụ điện thoại nè, Internet và cáp hàng đầu ở trên thành phố. Cũng đâu có nói gì đến quy định đâu. Vị trí liên quan nhất, phù hợp nhất là vị trí số 3 ha. Ok, câu C. Cô giờ đọc lại hai câu này để em dễ hiểu hơn nha. Rồi, từ cái chỗ mà it is strictly đấy em, cô đọc lại nè. Cái hành động mà bị nghiêm cấm á, là sao chép cái chương trình cho cái mục đích là phân phát phân tán nó ở trên Internet mà không có được cái permission, cái sự cho phép của nhà sản xuất cái chương trình hoặc là của Pastor Communication. Tương tự, cái việc thu được lợi nhuận từ cái việc sao chép một phần hay là toàn phần của cái chương trình á, thông qua việc sell, việc mua bán và việc cho thuê thì cũng bị cấm luôn. Không tuân thủ bất kỳ cái nào trong những cái quy định này thì sẽ dẫn đến cái termination, cái việc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ mà không có thông báo gì thêm, hoặc thậm chí là dẫn đến những cái hình phạt về pháp lý ha. Ok, đáp án là câu C, được không nào? Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đây là một cái lá thư gửi từ Bestor Communications, địa chỉ nè, gửi đến cho Melinda Armin, địa chỉ nè. Dear Miss Armin, thank you, cảm ơn bạn vì đã sign up. Mình có từ sign up là đăng ký ha. Cảm ơn bạn vì đã đăng ký cho cái gói Capo Plus của Bestor. Và cái gói này thì include, đã bao gồm đấy, những cái channel, mình có từ channel là kênh ha, kênh TV hay là kênh truyền hình á, bao gồm những cái kênh truyền hình basic là cơ bản, cộng với cái networks, cái mạng lưới về phim ảnh và giáo dục. Cái lá thư này là để remind, mình có từ remind là nhắc nhở đây. Cái lá thư này là để nhắc nhở, nhắc bạn về cái terms là điều khoản hoặc điều kiện ha. Để nhắc bạn về những cái điều khoản như đã được stipulated, mình có từ stipulate, động từ, có nghĩa là quy định đi. As stipulated là như đã được quy định ở trong cái contract, cái hợp đồng, standard là tiêu chuẩn ha. First and foremost là trước tiên, trước hết em, thì người mà giữ tài khoản phải sử dụng cái dịch vụ cáp cho những cái purpose là mục đích ha, lawful là hợp pháp hay là đúng luật đó. It is strictly, mình có từ strictly là nghiêm khắc đem, prohibit là cấm ha, phải strictly prohibit là nghiêm cấm đó. Cái hành động mà bị nghiêm cấm là sao chép bất kỳ cái chương trình nào nhằm cái mục đích distribute là phân phát hay là phân tán đem, nhằm mục đích phân phát nó ở trên Internet mà không có được cái permission là sự cho phép ha, mà không có sự cho phép của producers, những nhà sản xuất cái chương trình hoặc là của Pastor Communications. Similarly là tương tự đấy em. Tương tự thì profiting, cái việc thu lợi nhuận từ việc copy, từ việc sao chép một phần hay là toàn phần cái chương trình
thông qua việc bán hoặc là rental là cho thuê đó, thì cũng bị forbid là cấm nè. Forbid là cấm ha, ok. Đoạn số 3, Baxter đồng ý để mà maintain là duy trì đấy. Baxter đồng ý để mà duy trì dịch vụ cho khách hàng as long as là miễn là ha. Miễn là khách hàng follow là tuân thủ hay là tuân theo đấy. Miễn là khách hàng tuân thủ những cái stipulations, là danh từ của từ stipulate ở phía trên em, là những cái quy định được không nào. Miễn là khách hàng tuân thủ những cái quy định và trả tiền cho việc sử dụng. Service, cái dịch vụ bao gồm delivery là cái việc phân phát, hay là cái việc cung cấp đem, bao gồm cái việc cung cấp liên tục những cái chương trình cáp, sửa chữa nè, và maintenance là bảo trì đem, bảo trì chung cái hộp cáp. However, tuy nhiên cái việc sửa chữa hoặc là replacement là thay thế ha, cái việc sửa chữa hay là thay thế. Due to là bởi vì hay là do, cái damage, mấy cái từ damage gọi là danh từ gọi là động từ, có nghĩa là làm hư hỏng đem. Cái việc sửa chữa hay là thay thế mà do cái việc làm hư hỏng hay là làm mất được gây ra bởi người sử dụng á, là cái responsibility là trách nhiệm đem, là trách nhiệm financial về tài chính ha, là cái trách nhiệm về tài chính của client, là của khách hàng. Có nghĩa là nếu khách hàng mà làm hư, làm hỏng hay là làm mất á, thì họ phải có trách nhiệm là trả tiền cho cái việc sửa chữa và thay thế, được không nào? Rồi tiếp, Baxter Communication là một cái provider, là nhà cung cấp đem, là một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, internet và cáp hàng đầu ở trong thành phố. Chúng tôi mong đợi sẽ tiếp tục được làm việc cùng với bạn trong tương lai. Rồi ký tên ha. Có 168 câu ai mình có từ terminate, động từ là chấm dứt hay là kết thúc đem. Terminate, chấm dứt hay là kết thúc ha. Câu C mình có từ guidelines. Guidelines vừa có nghĩa là những cái hướng dẫn, nhưng mà cũng có nghĩa là những cái quy định đấy em. Nó bằng với từ regulation đó, quy định hay là quy tắc ha. Có 169 câu B mình có từ subscription là việc đăng ký mua hay là đăng ký theo giá định kỳ cái gì đó, được không nào? Rồi có 170 câu C mình có từ invoice là hóa đơn ha. Invoice là hóa đơn. Rồi có 171 mình có từ failure to là không làm gì đem. Failure to do something là không làm gì hay là không chịu làm gì ha. Abide by là tuân thủ đem. Abide by là tuân thủ ha. Rồi regulations nó bằng với từ guidelines là gì em? Quy định hay là quy tắc ha. Resulting là dẫn đến cái việc gì đó. Termination là danh từ của động từ terminate, có nghĩa là sự chấm dứt. Tiếp theo mình có từ penalties là hình phạt đem. Penalties là hình phạt ha. Legal là pháp luật hay là pháp lý đó. Quy định lại câu này nha. Cái việc mà không tuân thủ bất kỳ những cái quy định nào sau đây, những cái quy định nào á, thì sẽ dẫn đến cái việc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ mà không có thông báo gì thêm, thậm chí là những cái hình phạt mang tới pháp lý, được không nào? Quy định lại câu này nha. Failure to, cái việc mà không tuân thủ bất kỳ những cái quy định nào á, thì sẽ dẫn đến cái việc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ mà không có thông báo gì thêm, thậm chí là dẫn đến những cái hình phạt mang tính pháp lý, được không nào? Ok. Câu 172 đến câu 175, đây là một cái article, bài báo ha. Câu 172, mục đích của bài báo là gì? Đối với dạng này thì mình đã đáp án trước, sau đó là đoạn đầu hoặc đoạn cuối của bài báo em nhé. Đáp án trước là câu A, to describe, để miêu tả về một cái movie director, một đạo diễn điện ảnh, promising, hứa hẹn, triển vọng. Câu B, to discuss, để thảo luận về một cái genre, một cái thể loại phim cụ thể. Câu C, to explain, để giải thích về cái cách mà cái việc sản xuất có được thực hiện. Câu D, to announce, để thông báo về một cái sự kiện đặc biệt. Sau bây giờ mình đọc đoạn đầu của bài báo trước em nhé. Cùng đọc nào. Bài này có tựa đề mình đọc luôn game nha. Arthur Richards celebrates, tổ chức chúc mừng cái anniversary, cái lễ kỷ niệm lần thứ 40 bằng cái việc chiếu phim ở London. Vậy chắc chắn cái bài này á, sẽ nói về cái lễ kỷ niệm lần thứ 40 và cái việc chiếu phim ở London, phải không nào? Nhưng mà để chắc hơn thì mình dò cái đoạn đầu thử em nha. Science fiction phim, cái bộ phim khoa học viễn tưởng được acclaim, được ca ngợi, được khen ngợi của director, của đạo diễn Francis Templeton, có tên là Arthur Richards, sẽ được chiếu vào ngày 12 tháng 10 tại cái rạp chiếu phim Empire Theatre ở London như là một phần của cái celebration, cái lễ hội phim, cái lễ hội những cái bộ phim kinh điển thuộc thể loại này kéo dài một tuần của thành phố. Cái việc chiếu phim lần này á, thì rơi vào đúng cái dịp anniversary, kỷ niệm lần thứ 40 từ cái lần công chiếu đầu tiên của bộ phim này. Và cái đoạn này đang nói về việc gì với em? Là đang nói về cái việc công chiếu cái bộ phim Arthur Richards vào ngày 12 tháng 10 tại cái rạp chiếu phim ở London, phải không nào? Và đây cũng là cái dịp, là kỷ niệm lần thứ 40 của nó. Và đáp án là câu nào vậy em?
Cô ấy miêu tả một cái người đạo diễn điện ảnh hứa hẹn triển vọng. Không có phải không nào, cô B để thảo luận về một cái thể loại phim nó đâu có thảo luận gì đâu. Cô C để giải thích cái việc sản xuất nó được thực hiện như thế nào, cô không có luôn. Đáp án là cô D ha, là để thông báo về một cái sự kiện đặc biệt. Và cái sự kiện đặc biệt ở đây chính là cái buổi chiếu phim Outrageous ở London vào trúng cái dịp lễ kỷ niệm lần thứ 40 của nó, phải không nào? Ok. Câu 173 điều gì được nói về Outrageous, về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó đã broke records, đã phá vỡ kỷ lục box office phòng vé tại cái premiere, cái lần công chiếu đầu tiên của nó. Câu B, nó đã accumulated, tích lũy hay là thu thập được những fan hâm mộ qua một cái khoảng thời gian dài một thập niên là 10 năm ha. Câu C, nó đã nhận được nhiều cái award giải thưởng khi mà lần đầu tiên được ra mắt. Câu D, nó rarely là hiếm khi hay là hầu như không đấy em. Nó hầu như không còn được công chiếu ở các rạp chiếu phim nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò em nha. Bởi vì cái bài này á nói về Outrageous cho nên mình dò tiếp cho lúc nãy mình dừng em nha. Đọc tiếp nào. It's Musical Score là cái bản nhạc phim của nó đó, sẽ được perform trình diễn trực tiếp bởi orchestra ban nhạc này và những ca sĩ này và được conducted thực hiện bởi người này nè. Chưa đáp án form nào đọc tiếp nha. At the time vào cái lúc mở ra của nó đó thì Outrageous đã có được cái reception là cái sự tiếp nhận modest ở mức độ vừa phải tại box office tại phòng vé và chỉ breaking even vào lúc cuối của cái đợt chiếu đầu tiên. Vậy mình loại đáp án nào về em? Mình loại câu A phải không? Bởi vì câu A nói rằng nó đã phá vỡ kỷ lục phòng vé vào lần chiếu đầu tiên. Trong khi đó lần chiếu đầu tiên nó chỉ nhận được cái sự tiếp đón một cách vừa phải thôi, phải không nào? Vậy câu A sai ha, mình giờ tiếp nha. Yet, nhưng bộ phim đã make an impact, tạo ra được cái ảnh hưởng lên một số cái người xem của nó và over successive year, qua nhiều năm liên tục đã thu hút được những người hâm mộ trung thành. A decade after, một thập niên là 10 năm sau cái premiere, cái đợt công chiếu đầu tiên của nó, thì bộ phim đã đạt được cái cult status, là đạt được cái sự yêu thích từ nhiều người đấy em, và thậm chí là có thể trở lại để mà công chiếu ở một số cái cinemas trên khắp quốc gia. Em đọc lại câu này nè. Một thập niên sau cái đợt công chiếu đầu tiên của nó thì bộ phim đã đạt được cái cult status, đạt được cái sự yêu thích của nhiều người. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B phải không nào? Nó đã thu thập được những người hâm mộ qua một cái khoảng thời gian dài một thập niên là 10 năm ha. Ok. Câu 174. How, làm thế nào, bằng cách nào mà Mr. Tomlinson đã influence, đã ảnh hưởng lên người khác trong lĩnh vực của ông ấy? Vậy từ khóa chính là Mr. Tomlinson và influence phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Bằng cách inspiring, truyền cảm hứng cho người ta trở thành actors, diễn viên. Câu B, bằng cách pioneer là tiên phong, đi đầu trong việc sử dụng những cái hiệu ứng đặc biệt nào đó. Câu C, bằng cách viết cái scripts, kịch bản riêng của ông ấy. Câu D, bằng cách mixing, phối hợp những cái genres, những cái thể loại phim khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Tomlinson và influence đây ở vị trí nào em nhé. Giờ tiếp ha. Ở đây form nào có từ influence và có từ Tomlinson, để đọc câu này thử em nha. Several, một số những cái nhà sáng tạo nổi tiếng nhất ngày nay đã credit cái bộ phim Outrageous và cái tác phẩm của Tomlinson nói chung với cái sự ảnh hưởng lên cái phong cách làm phim của riêng họ. Mình có thể hiểu loáng thoáng là cái bộ phim Outrageous và tác phẩm của Tomlinson nói chung á đã ảnh hưởng lên phong cách làm phim của một số người. Được không nào? Chưa đáp án, hãy đọc tiếp nha. For instance, lấy ví dụ là Everett Walsh, là một người đạo diễn nhận được nhiều giải thưởng, đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng bộ phim của ông ấy là Dry Run đã được truyền cảm hứng từ character, nhân vật chính ở trong bộ phim Outrageous. Chưa đáp án luôn, phong nào đọc tiếp nha. Cinematographer, nhà điện ảnh có tên là Gil Ferguson, đã derive cái phong cách chụp ảnh của cô ấy từ cái cảnh của bộ phim. Chưa đáp án, phong nào đọc tiếp nha. Và nhiều người khác đã nói rằng Outrageous đã broke new ground trong cái nghệ thuật và cái ngành khoa học làm phim. Advancing là đi trước em, đi trước trong việc sử dụng những cái hiệu ứng đặc biệt. Em xem là Outrageous đã đi trước trong việc sử dụng những cái hiệu ứng đặc biệt, có nghĩa là Mr. Tomlinson đã đi đầu, đi tiên phong trong việc sử dụng những cái hiệu ứng đặc biệt, phong nào? Và đáp án là câu nào vậy em? Là cô B phải không? Là bằng cách đi tiên phong, đi đầu trong việc sử dụng những cái hiệu ứng đặc biệt ha. Ok. Câu 175, cái từ credited ở đoạn 3 dòng 1 gần nghĩa với tên đầu nhất sẽ bán trước nha câu A. Added là thêm vào nè, câu B trusted là tin tưởng, câu C realized là nhận ra, câu D attributed không biết mình để đó nha. Rồi bây giờ mình cùng dò xem cái từ credited đây ở trong ngữ cảnh nào em nha. Đoạn 3 dòng 1 ở đây phong nào đọc lại câu này em nha. Một số những cái nhà sáng tạo nổi tiếng nhất ngày nay á đã credit cái Outrageous và cái tác phẩm của Tomlinson nói chung với cái influence, cái sự ảnh hưởng lên phong cách làm phim của riêng họ. Thật ra đó em, ở đây mình có cái cụm là credit something with something.
nó bằng với lại attribute something with something ha. Có nghĩa là tin rằng cái việc gì có việc gì ha, hoặc là quy cái gì cho cái gì. Cô nói lại nha, credit something with something. Nó bằng với lại attribute something with something. Có nghĩa là tin rằng cái gì có cái gì ha, hoặc là quy cái gì cho cái gì. Đáp án là câu D. Để em cô dịch lại câu này cho em nghe nha. Một số những cái nhà sáng tạo nổi tiếng nhất ngày nay á đã tin rằng cái bộ phim Outrageous và cái tác phẩm của Tomlinson nói chung đã có ảnh hưởng lên cái phong cách làm phim của riêng họ ha. Ok, tin rằng có cái gì ha, tin rằng cái việc gì có cái gì, hoặc là quy cái gì cho cái gì. Tin rằng cái bộ phim này và cái tác phẩm của Tomlinson nói chung đã có ảnh hưởng lên cái phong cách làm phim riêng của họ. Thì hôm nào, ok, đáp án là câu đi nha em. Sẽ cùng hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đầu tiên mình có từ celebrate là tổ chức chúc mừng đó, động từ ha, tổ chức chúc mừng. Tiếp theo mình có từ anniversary, có nghĩa là lễ kỷ niệm đi. Anniversary, danh từ là lễ kỷ niệm ha. Có gì lại câu này, outrageous tổ chức chúc mừng cái lễ kỷ niệm lần thứ 40 bằng cái việc screening. Mình có từ screen, vừa là động từ vừa là danh từ. Danh từ có nghĩa là màn hình TV hay là màn hình máy tính đó. Còn động từ là chiếu phim đi. Em có dịch lại câu này nha. Outrageous tổ chức chúc mừng cái dịp lễ kỷ niệm lần thứ 40 bằng cái việc chiếu phim ở London. Tiếp theo mình có từ director có nghĩa là giám đốc đi em. Nhưng mà trong ngữ cảnh về điện ảnh thì có nghĩa là đạo diễn ha. Director, đạo diễn. Acclaim, động từ là khen ngợi hoặc là ca ngợi. Science fiction film là bộ phim khoa học viễn tưởng. Nên em quy định lại chỗ này nha. Bộ phim khoa học viễn tưởng được khen ngợi, được ca ngợi của đạo diễn Francis Tumlinson có tên là Outrageous sẽ được trình chiếu vào ngày 12 tháng 10 tại rạp chiếu phim Empire Theatre ở London như là một phần của cái lễ hội phim, của cái lễ hội những cái bộ phim kinh điển của cái genre, là cái thể loại đem, của cái thể loại này kéo dài một tuần của thành phố. The screening, cái việc công chiếu phim lần này á, thì rơi vào trúng cái anniversary, là cái lễ kỷ niệm đấy em. Rơi vào trúng cái dịp lễ kỷ niệm lần thứ 40 của cái premiere. Mình có từ premiere là lần đầu công chiếu bộ phim ha, của cái lần đầu công chiếu bộ phim này. It's musical score, mình có từ musical score có nghĩa là nhạc phim đấy. Musical score là nhạc phim ha. Cái bản nhạc phim của nó sẽ được perform, tạm từ là trình diễn ấy. Trình diễn hay là biểu diễn ha, sẽ được trình diễn trực tiếp bởi orchestra là ban nhạc, bởi cái ban nhạc Sydney Symphony và Sydney Chamber Singers. Được conduct, mang cái từ conduct, động từ là tiến hành hay là thực hiện ha. Được thực hiện bởi Luigi Ludovico. At the time và cái lúc mở màn hay là khai màn đó của nó thì Outrageous có được cái reception là sự tiếp nhận đem, modest. Modest có hai nghĩa. Nếu mà về tính cách thì modest có nghĩa là khiêm tốn. Còn nếu mà về mức độ đen thì modest có nghĩa là ở mức độ vừa phải ha. Outrageous đã có được cái sự tiếp nhận ở mức độ vừa phải tại box office là phòng vé ha. Box office là phòng vé. Tại phòng vé, barely là chỉ đi. Chỉ break even, mình có từ break even là thu hồi được vốn ha. Thu hồi vốn, break even, thu hồi vốn. Có nghĩa là không lời cũng không lỗ đó, thu hồi vốn ha. Chỉ thu hồi được vốn vào khúc cuối của cái lần chiếu, initial là đầu tiên của nó ha. Mình có từ initial là đầu tiên đi. Ghi lại câu này cho em dễ hiểu hơn nha. Và cái lúc mà mở màn, khai màn của nó đó thì Outrageous đã có được cái reception, cái sự tiếp nhận modest ở mức độ vừa phải tại phòng vé. Và chỉ break even, chỉ thu hồi được vốn vào cái khúc cuối của cái lần chiếu đầu tiên của nó. Yet, có nghĩa là nhưng đấy em. Nhưng cái bộ phim đã make an impact. Mình có từ impact có nghĩa là ảnh hưởng, là tác động ha. Impact là ảnh hưởng hoặc là tác động. Nhưng mà bộ phim đã tạo ra được cái ảnh hưởng lên một số cái người xem, cái khán giả của nó. Và over successive years, mình có từ successive là liên tục đêm, liên tục hay là liên tiếp ha.
Mình có từ success là sự thành công, nhưng mà successive tính từ là liên tục hay là liên tiếp. Over successive years là qua nhiều năm liên tiếp. Đã attract là thu hút em, đã thu hút được những cái người fan hâm mộ. Loyal là trung thành ha. Loyal, trung thành. A decade, mình có từ decade là thập niên. Một thập niên sau cái premiere, cái lần công chiếu đầu tiên của nó là 10 năm đấy. Một thập niên là 10 năm ha. 10 năm sau cái lần công chiếu đầu tiên của nó thì bộ phim đã achieve là đạt được. Động từ achieve là đạt được ha. Cult status, mình có từ cult status có nghĩa là một cái trạng thái mà được nhiều người yêu thích, nhiều người ngưỡng mộ đấy. Cái bộ phim đã đạt được sự yêu thích của nhiều người, sự ngưỡng mộ của nhiều người ha. Và thậm chí là trở lại chiếu ở một số cái cinemas khắp nation. Mình có từ nation là đất nước hay là quốc gia đấy. Khắp nước luôn ha, khắp quốc gia. Several, một số hay là một vài những cái nhà sáng tạo best known là nổi tiếng nhất nè, nổi tiếng nhất ngày nay đã credit. Mình có cầm credit something with something bằng với lại attribute something with something. Có nghĩa là quy cái gì cho cái gì, hoặc là tin rằng cái gì có cái gì ha. Quy lại chỗ này nha, một số những cái nhà sáng tạo nổi tiếng nhất ngày nay á đã tin rằng cái bộ phim Outer Reaches và cái tác phẩm của đạo diễn Tim Burton in general nói chung á đã có influence, là ảnh hưởng đem, đã có sự ảnh hưởng lên cái phong cách làm phim của riêng họ. For instance là lấy ví dụ ha, ví dụ như là Everett Walsh là director, là đạo diễn mà nhận được nhiều giải thưởng nè. Award là giải thưởng hay là phần thưởng ha. Cái người đạo diễn mà nhận được nhiều giải thưởng, phần thưởng là Everett Walsh, đã repeatedly là lặp đi lặp lại nhiều lần đem, đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng á là cái bộ phim có tên là Dry Run của ông ấy đó đã được inspire, là truyền cảm hứng ha. Động từ inspire là truyền cảm hứng, đã được truyền cảm hứng bởi cái character, là nhân vật đem. Character trong một cái bộ phim có nghĩa là nhân vật ha. Đã được truyền cảm hứng bởi cái nhân vật main là chính ở trong cái bộ phim Outer Reaches. Cinematographer là nhà điện ảnh nên, nhà điện ảnh có tên là Gil Ferguson. Derive, mình có cầm derive something from something, có nghĩa là lấy cái gì từ cái gì hay là có được cái gì từ cái gì ha. Nhà điện ảnh Gil Ferguson đã lấy được, có được cái phong cách nhiếp ảnh của cô ấy từ cái cảnh của bộ phim. Và nhiều người khác nữa đã nói rằng là Outer Reaches broke new ground. Mình có từ break new ground có nghĩa là tạo nên bước đột phá mới ha. Và nhiều người khác đã nói rằng cái bộ phim Outer Reaches đã tạo ra một cái bước đột phá mới trong cái nghệ thuật và ngành khoa học làm phim. Advance, mình có từ advance có nghĩa là nâng cao, cải tiến. Ngoài ra advance còn có nghĩa là đi trước nè. Đi trước cái gì ha? Advance còn có nghĩa là đi trước nữa. Đi trước trong việc sử dụng những cái effects, là hiệu ứng đó. Đi trước trong việc sử dụng những cái hiệu ứng đặc biệt. Và transcend có nghĩa là vượt qua đây. Vượt qua, vượt hơn ha. Vượt qua cái boundaries là ranh giới đó. Và vượt qua được những cái ranh giới của một cái bộ phim khoa học viễn tưởng. Whether or not, cho dù có phải là một fan hâm mộ của cái genre, cái thể loại phim khoa học viễn tưởng hay không, thì bộ phim Outer Reaches vẫn be worth. Mình có từ be worth doing something là đáng để làm gì ha. Be worth cộng verb in có nghĩa là đáng để làm gì. Thì bộ phim Outer Reaches vẫn đáng để xem. Nó có cái story là cốt truyện đấy. Nó có cốt truyện engaging là lôi cuốn, hấp dẫn ha. Nó có cốt truyện lôi cuốn, hấp dẫn và được trình bày đẹp mắt. Moreover, thêm vào đó thì nhiều audience là khán giả đây. Audience, khán giả ha. Nhiều khán giả sẽ nhận thấy là cái chủ đề của nó đó thì rất là relevant, là có liên quan hay là phù hợp ha. Relevant, có liên quan hay là phù hợp. With the aid, mình có từ aid là sự hỗ trợ đây. Danh từ là sự hỗ trợ ha.
cùng với cái sự hỗ trợ của cái nền nhạc phim, thì cái brilliance là cái sự rực rỡ, và cái vibrancy có nghĩa là cái sự sôi nổi đen. Cái sự rực rỡ và sôi nổi của nó sẽ được highlighted, sẽ được làm nổi bật on the more hơn bao giờ hết. Câu 172, câu A mình có từ promising là tính từ, có nghĩa là hứa hẹn hay là có triển vọng ha. A promising movie director là một đạo diễn điện ảnh có triển vọng. Câu 173, câu A mình có từ broke là làm từ cột 2 của từ break đây. Break. Break records có nghĩa là phá kỷ lục ha. Câu A là nó đã phá kỷ lục box office là của phòng vé được không nào? Câu B mình có từ accumulate có nghĩa là tích lũy hay là thu thập đây. Accumulate là tích lũy hay là thu thập ha. Câu C mình có từ award là giải thưởng hay là phần thưởng đó. Award giải thưởng hay là phần thưởng ha. Release là tung ra hay là ra mắt gì đó lần đầu. Tung ra hoặc là ra mắt cái gì đó lần đầu ha. Rồi tiếp câu D mình có từ rarely là hiếm khi hay là hầu như không đây. Câu 174, câu A mình có từ actor là diễn viên ha. Actor là diễn viên. Câu B mình có từ pioneer là đi đầu hay là tiên phong trong việc gì. Đi đầu hay là tiên phong trong việc gì ha. Câu B là bằng cách đi đầu tiên phong trong việc sử dụng những cái hiệu ứng đặc biệt. Rồi câu C mình có từ script là kịch bản nè. Script là kịch bản ha. Câu 175 mình có từ attribute ở câu D. Attribute something with something. Nó bằng với credit something with something ha. Lúc nãy mình gặp rồi. Attribute something with something, credit something with something có nghĩa là tin rằng cái gì có cái gì hoặc là quy cái gì cho cái gì ha. Ok. Câu 176 đến câu 180 gồm có hai bài đọc, bài số 1 là email, bài số 2 là một cái form ha. Câu 176, Furry Friends có thể thực hiện cái việc giao hàng how quickly, nhanh như thế nào? Về từ khóa chính là delivery, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Trong 24 tiếng, câu B trong 2 ngày, câu C trong 1 tuần, câu D trong 10 ngày. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa và những cái thời gian này nằm ở vị trí nào em nha. Câu đầu tiên mình dò từ đầu luôn ha. Ở đây có từ delivery và có thời gian ở đây em. Đọc câu này thử nha. Hello, furry friend xin chào. Thank you, cảm ơn bạn vì đã mua hàng. Vui lòng hãy chờ cái việc giao hàng trong vòng từ 2 đến 10 ngày, phụ thuộc vào cái sự lựa chọn của bạn. Về từ thông tin này mình suy được một điều là gì em? Furry friends có thể thực hiện cái việc giao hàng trong vòng từ 2 đến 10 ngày. Và chính xác là bao nhiêu ngày thì phụ thuộc vào cái sự chọn lựa của khách hàng, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Có nhiều bạn phân vân không biết chọn câu nào, câu B hay câu D. Câu B là 2 ngày, câu D là 10 ngày. Đáp án là câu B đấy em. Khi người ta hỏi là how quickly, nhanh như thế nào, có nghĩa là hỏi là nhanh nhất đó. Vậy nhanh nhất có là mấy ngày em? 2 ngày ha. Đáp án là câu B, được không nào? Câu 177, điều gì không được bao gồm trong cái email gửi đến cho Mr. Wright? Email là bài số 1, phải không nào? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án em nha, câu A trước. Một cái link dẫn đến website của cái bên giao hàng. Và bây giờ mình sẽ dò xem có link dẫn đến website hay không nha. Dò tiếp bài số 1 nha. Đoạn này là không có link nè, đoạn này thì sao? Cũng không có luôn đoạn này. Ở đây có link nè, em đọc câu này thử nha. Shipping, cái việc giao hàng thì được cung cấp bởi cái bên này nè. Bạn có thể track là theo dõi em, theo dõi cái việc giao hàng của bạn bằng cách truy cập website này. Vậy là câu A có đề cập ở trong cái email, phải không nào? Rồi tiếp câu B nha. Tổng chi phí đơn hàng của anh ấy. Vậy từ khóa là chi phí, phải không nào? Em dò xem có chi phí hay là số tiền gì không? Đoạn 1 là không có rồi nè, phải không? Ở đây thông tin của đơn hàng không có đề cập gì đến chi phí cả. Đoạn này có nói đến chi phí không em? Cũng không luôn, đoạn cuối cũng không có nói đến chi phí hay là tiền bạc gì cả, phải không nào? Vậy tạm thời câu B là không thể nói đến nè. Rất có thể đáp án là câu B. Nhưng mà để chắc hơn thì mình dò tiếp câu C và câu D thử nha. Câu C là cái number, cái mã số để mà checking, kiểm tra tình trạng cái việc giao hàng. Vậy bây giờ mình dò xem có cái number, cái mã số gì hay không ha. Ở đây có từ number nè em. Tracking number có nghĩa là cái mã số để theo dõi cái đơn hàng á, để theo dõi cái việc giao hàng đó. Vậy là có cung cấp, phải không nào? Có nói đến cái mã số. Vậy câu C có đề cập luôn. Tiếp câu D đi em.
The hours, cái giờ mà cái đường dây điện thoại nó mở. Vậy từ khóa chính là hours và phone. Phone hôm nào em vào xem có không? Ở đây có số điện thoại nè, có hours nữa nè, đọc câu này thử nha. Hoặc là gọi đến số điện thoại này trong suốt cái giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ bảy, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Vậy là câu D cũng có nói đến luôn em. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? À, câu B là không có nói đến trong cái email ha. Câu 178, cái email là bài số 1 đó, thì chỉ ra điều gì về furry friends? Đáp án trước nha câu A. Nó response là phản hồi hay là trả lời đấy em. Nó phản hồi trả lời personally là một cách riêng, một cách cá nhân cho mỗi tin nhắn. Có nghĩa là trả lời riêng cho từng tin nhắn chứ không có gửi chung một cái tin nhắn cho một loạt ha. Rồi tiếp câu B, nó assist, nó hỗ trợ khách hàng 7 ngày một tuần là sai nè. Lúc nãy chị thấy là có hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 thôi là 6 ngày thôi em. Rồi tiếp câu C, nó vận chuyển, nó giao những cái món hàng á thông qua một cái công ty separate là riêng. Đáp án là câu C, form nào lúc nãy mình thấy rồi đó. Ở đây nè em, shipping, cái việc vận chuyển á thì sẽ được cung cấp bởi cái bên Excel Freight chứ không phải là từ Furry Friends, phải không nào? Vậy đáp án là câu câu C luôn ha. Nó vận chuyển, nó giao hàng thông qua một cái công ty khác, được không nào? Ok. Câu 179, why, tại sao Mr. Right dissatisfied, không có hài lòng với lại cái trải nghiệm của ông ấy? Vậy từ khóa chính là Mr. Right và dissatisfied, phải không nào? Sẽ bán trước cho câu A, ông ấy không thể locate, tìm thấy một cái sản phẩm. Câu B, ông ấy nghĩ rằng một số cái hàng hóa sản phẩm thì nó overpriced, là nó quá đắt đêm. Câu C, ông ấy dislike, không thích cái sự lựa chọn giới hạn, có nghĩa là không có đa dạng sản phẩm ha. Câu D, ông ấy đã nhận được một cái sản phẩm nó bị sai nhãn hiệu. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò tiếp em nha. Bài số 1 mình dò hết rồi, form nào mình dò tiếp bài số 2 nha. Bài số 2 là một cái form survey khảo sát về cái satisfaction, cái sự hài lòng, cái mức độ hài lòng của khách hàng. Em xem khảo sát này được làm bởi ai vậy? Mr. Right, phải không nào? Vậy chắc chắn trong bài này Mr. Right sẽ nói lên lý do tại sao mà dissatisfied, không có hài lòng với lại cái trải nghiệm của ông ấy ha. Mình dò tiếp bài này em nha. Nào đã, bây giờ thì cái đơn hàng của bạn đã được vận chuyển, đã được giao rồi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành ra một chút thời gian để trả lời một số câu hỏi về cái trải nghiệm mua sắm của bạn. Câu đầu tiên, bạn có tìm thấy được mọi thứ mà bạn cần trên website của chúng tôi hay không? Thì Mr. Right đánh vào no là không nè. Nếu trả lời là không á, thì vui lòng cho chúng tôi biết cái gì mà bạn không thể tìm thấy. Là Barker 7-Piece Grooming Kit. Có một cái đáp án là về việc không thể tìm thấy một cái sản phẩm là câu nào vậy em? Câu A phải không? Ông ấy không thể tìm thấy một cái sản phẩm. Vậy đáp án rất có thể là câu A. Nhưng mà trong cái đoạn này đấy em, nó không có nói gì đến việc là không hài lòng cả, phải không nào? Vậy cũng chưa chắc, mình dò tiếp đi em. Câu số 2, đây có phải là lần đầu tiên bạn mua sắm trên website của Furry Friends hay không? Thì Mr. Right đánh vào từ yes, đúng như vậy. Làm thế nào bạn nghe được về chúng tôi? Thì Mr. Right đánh vào story referral là qua giới thiệu của cửa hàng. Câu số 3, vui lòng hãy rate, đánh giá cái website của chúng tôi theo cái mục sau. Thứ nhất là ease of navigation là dễ dàng thao tác đấy em. Thì Mr. Right đánh vào dissatisfied là không có hài lòng, có nghĩa là cái trang web này nó khó thao tác, phải không? Có một cái đáp án nào nói về việc khó thao tác không em? Câu B á, là hàng hóa quá đắt đỏ là không phải nè. Câu C là không thích cái sự lựa chọn bị giới hạn, là không có đa dạng, cũng không phải luôn. Câu D là nhận được cái sản phẩm nó sai nhãn hiệu, cũng không phải luôn em. Vậy nó không có nói gì đến việc khó thao tác cả. Dịch tiếp em nha. Đa dạng sản phẩm, satisfy hài lòng nè. Có đáng giá đồng tiền hay không thì nó sure là chưa có chắc, tại vì chưa có nhận được hàng ha. Câu số 4, bạn có khả năng là sẽ recommend, giới thiệu website của chúng tôi cho bạn của bạn chứ? Thì Mr. Right đánh vào là unlikely, là không có giới thiệu nè. Lập tức cái đoạn này luôn đi em nha. Vui lòng hãy cho chúng tôi biết là bạn nghĩ như thế nào để mà chúng tôi có thể improve, cải thiện website của chúng tôi. Rồi, đọc đoạn này em nhé. Despite, mặc dù á là có một cái sự lựa chọn khá là rộng lớn, có nghĩa là khá là đa dạng sản phẩm trên website của bạn, nhưng tôi nhận thấy là nó khó sử dụng và give up, đã từ bỏ trong việc cố gắng tìm một cái sản phẩm mà tôi đang tìm kiếm. Vì thế tôi phải mua một cái khác. Ok, vậy chắc chắn là gì rồi em? Cái điều mà Mr. Right không có hài lòng là mấy không thể tìm thấy một cái sản phẩm và cái website nó khó thao tác, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì em? Câu A ha. Ok, tóm lại chỉ có hai cái điều mà Mr. Right không hài lòng. Thứ nhất là website khó thao tác. Thứ hai là ông ấy không thể tìm thấy sản phẩm. Mà khó thao tác thì không có thấy ra đáp án, phải không nào? Chỉ có câu A là nói về việc không có tìm thấy sản phẩm thôi. Vậy đáp án là câu A nha. Câu 180, Mr. Right có thể đã mua cái sản phẩm của nhãn hiệu nào thay vì mua của Barker's? Đáp án là những cái nhãn hiệu, phải không nào? Vậy mình dò những cái nhãn hiệu này em nha. Cái nhãn hiệu này là nằm ở bài số mấy vậy em? Bài số 1, phải không nào? Đây nè.
Và em xem nào, Wolf Master chính là Grooming Kit, mà Barkus cũng là Grooming Kit phải không nào? Vậy Mr. Wright không tìm được cái Grooming Kit của hiệu Barkus, do đó Mr. Wright đã mua của cái gì vậy em? Wolf Master phải không nào? Và đáp án là câu câu C ha. Ok, sẽ cùng nhau hãy thông lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Bài số 1 là cái email gửi đến cho Mr. Wright, gửi từ Furry Friends. Chủ đề là cái order, cái đơn hàng của bạn đã được ship, đã được giao vận chuyển. Ngày gửi là 29 tháng 8. Furry Friends xin chào, thank you, cảm ơn bạn vì đã mua hàng. Vui lòng hãy expect. Mình có từ expect có nghĩa là mong đợi hoặc là chờ ha. Vui lòng hãy mong đợi hay là hãy chờ cái delivery, cái việc giao hàng trong vòng từ 2 đến 10 ngày. Depend on là phụ thuộc vào. Phụ thuộc vào cái sự lựa chọn giao hàng của bạn. Below là bên dưới, là một cái summary. Mình có từ summary là sự tóm tắt hay là bản tóm tắt ha. Bên dưới là một cái bản tóm tắt những cái sản phẩm hàng hóa được bao gồm trong cái shipment, cái đợt giao hàng, cái chuyến giao hàng lần này. As well as cũng như là cái tracking information của bạn. Mình có từ information là thông tin, tracking là theo dõi đấy. Tracking information là cái thông tin dùng để theo dõi cái việc vận chuyển đơn hàng của mình ha. Order details, thông tin chi tiết về đơn hàng. Confirmation number là cái mã số để mà xác nhận đấy. Confirmation là xác nhận ha. Sản phẩm thứ nhất á, là một cái sport jersey, là một cái áo thể thao hiệu Doggy Train, size S. Sản phẩm thứ hai á, là một cái dog bed, một cái giường dành cho chó màu nâu hiệu Creature Comfort. Sản phẩm thứ ba á, là một cái grooming kit. Mình có từ grooming kit là cái bộ dụng cụ cắt tóc nè. Còn đối với thú cưng là một cái bộ dụng cụ để mà chăm sóc lông cho nó ha. Là một cái set, một cái bộ gồm 7 món hiệu Wolf Master. Sản phẩm cuối cùng là hai cái túi, mỗi túi là 2 pound. Dog food là thực phẩm dành cho chó nè. High nutrition, mình có từ nutrition là dinh dưỡng ha. Thực phẩm dinh dưỡng cao dành cho chó hiệu Doctor Do A Lot. Shipping, cái việc vận chuyển giao hàng đó, thì sẽ được cung cấp bởi cái bên Excel Freight. Bạn có thể track là theo dõi nè. Bạn có thể theo dõi cái việc giao hàng của bạn bằng cách truy cập website này và nhập cái mã theo dõi đơn hàng là cái mã này nè. Note that, hãy chú ý rằng là cái thông tin mà có trên website đó thì có thể là bị giới hạn cho đến khi cái đơn hàng của bạn, cái việc giao đơn hàng của bạn arrive là đến ha, đến cái post office là cái bưu điện đen, đến bưu điện local địa phương của bạn. This is, đây là một cái tin email. Generate, mình có từ generate, động từ là tạo ra đấy em, từ này rất là quan trọng ha. Đây là cái tin email được tạo ra automatically, một cách tự động. Vui lòng không reply là không phản hồi, không trả lời lại cái email này ha. Để mà contact là liên hệ đấy, liên hệ hay là liên lạc ha. Để liên hệ với lại dịch vụ khách hàng thì hãy email cho địa chỉ email này hoặc là gọi đến số điện thoại này trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, được không nào? Rồi tiếp, bài số 2 là một cái form khảo sát ha, mình có từ survey là khảo sát đây. Satisfaction là cái sự hài lòng ha. Một cái form khảo sát về cái sự hài lòng của khách hàng của Furry Friends. Now that, bây giờ thì cái đơn hàng của bạn đã được vận chuyển đi, đã được giao. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ take a moment và dành một chút thời gian đi để mà trả lời một số câu hỏi về cái experience. Mình có từ experience có nghĩa là kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm ha. Và đây có nghĩa là trải nghiệm đi. Về cái trải nghiệm mua sắm của bạn, câu thứ nhất, bạn có thể tìm thấy everything, mọi thứ mà bạn cần trên website của chúng tôi hay không? Yes là có nè, no là không nè. Nếu mà trả lời không á thì vui lòng hãy cho chúng tôi biết là bạn không thể tìm thấy cái gì. Barker 7 Piece Grooming Kit. Câu số 2, đây có phải là lần đầu tiên mà bạn shopping, bạn mua sắm trên website của Furry Friends hay không? Yes là có nè, no là không nè. How did you hear about us? Làm thế nào mà bạn nghe được về chúng tôi, bạn biết được về chúng tôi? Thứ nhất là qua TV, radio. Print là qua cái những cái tờ giấy in ấn đó ha. Thứ ba là qua quảng cáo online nè. Tiếp theo là online search, là bằng cách tìm kiếm thông tin online ha, tìm kiếm trực tuyến. Rồi cái tiếp theo là store referral, mà có từ referral là giới thiệu đây, sự giới thiệu ha.
qua sự giới thiệu từ cửa hàng. Rồi tiếp câu số 3 là vui lòng hãy rate, là đánh giá đem. Vui lòng hãy đánh giá cái website của chúng tôi theo những cái mục sau. Thứ nhất, ease là cái độ dễ để mà navigation là thao tác đem. Cái việc dễ dàng thao tác. Satisfy là hài lòng nè. Dissatisfy là không hài lòng. Not sure là không chắc ha. Variety of selection là đa dạng sản phẩm đem. Thì satisfy là hài lòng ha, thì satisfy là không hài lòng và not sure là không chắc nè. Rồi tiếp, value for money là đáng giá đồng tiền, cái sản phẩm mình mua nó đáng giá đồng tiền hay không ha. Ok, tương tự. Rồi tiếp câu số 4 á, là bạn có khả năng là recommend là đề xuất hay là giới thiệu đấy em. Bạn có khả năng là đề xuất hay là giới thiệu cái website của chúng tôi cho những người bạn của bạn không? Highly unlikely là rất là không có khả năng, có nghĩa là sẽ chắc chắn là không có giới thiệu đấy em. Rồi unlikely là không ha. Not sure, không chắc. Likely là có thể. Highly likely là rất là thích và có thể là sẽ, chắc chắn là có thể là sẽ giới thiệu cho người bạn ha. Rồi tiếp câu số 5, vui lòng cho chúng tôi biết bạn nghĩ như thế nào, bạn nghĩ gì để chúng tôi có thể improve, cải thiện website của chúng tôi. Despite, mặc dù á, cái sự lựa chọn. Relatively, mình có từ relatively là tương đối nè. Vui lòng cái sự lựa chọn nó tương đối là lớn, có nghĩa là có khá là nhiều những cái sự lựa chọn, có khá là đa dạng những cái sản phẩm ha trên website của bạn, nhưng mà tôi nhận thấy là rất là khó khăn để mà sử dụng. Và give up, mình có từ give up là từ bỏ nè, give up từ bỏ ha, và là từ bỏ trong việc cố gắng tìm kiếm một cái sản phẩm mà tôi đang look for, là tìm kiếm. Vì thế tôi đã phải mua, mình có từ purchase là mua đấy em. Tôi đã phải mua một cái sản phẩm khác. In the future, trong tương lai, có lẽ là tôi sẽ trở lại một trong những cái cửa hàng của bạn. I appreciate, tôi thích đó là được có thể hỏi hay là yêu cầu ai đó assistant để mà trợ giúp. Mình có từ assistance là sự trợ giúp đấy em. Trợ giúp hay là hỗ trợ ha. In person là trực tiếp. In person là trực tiếp, ghi lại câu này nha. Tôi thích có thể hỏi ai đó hay là yêu cầu ai đó để mà trợ giúp, để mà hỗ trợ trực tiếp hơn, được không nào? Thank you, cảm ơn bạn vì đã hoàn tất cái bản khảo sát này. Vui lòng hãy cho chúng tôi biết cái tên của bạn. Thì Austin Wright, được không nào? Tiếp câu 177, câu C mình có từ status, có nghĩa là tình trạng hay là trạng thái nè. Status, tình trạng hoặc là trạng thái ha. Câu C có nghĩa là cái số để mà kiểm tra cái tình trạng, cái trạng thái của cái việc giao hàng, được không nào? Có 178, câu A mình có từ respond to là phản hồi hay là trả lời đây. Respond to là phản hồi hoặc là trả lời ha. Personally, mình có từ personal là cá nhân đây. Personally là một cách cá nhân, có nghĩa là đích thân đó ha. Vậy câu A là nó đích thân phản hồi trả lời cho mỗi tin nhắn, có nghĩa là mỗi tin nhắn đến thì nó sẽ phản hồi lại mỗi tin nhắn đó, chứ không có dùng cái email tự động ha. Ok, rồi tiếp. Câu B mình có từ assist là hỗ trợ hay là giúp đỡ đây. Câu C mình có từ separate là riêng biệt ha. Separate là riêng biệt. Câu C là nó vận chuyển, nó giao hàng thông qua một cái công ty riêng biệt là công ty khác đây. Tiếp câu 179, câu A mình có từ locate, nó bằng với từ find là tìm thấy đó ha. Câu B mình có từ overpriced là quá mắc em, quá đắt, quá mắc ha, quá đắt tiền. Câu D mình có từ brand là nhãn hiệu, từ này cũng rất là hay gặp, brand là nhãn hiệu ha. Ok,